mắt gì vậy? Ơ gì vậy? Ê nè, cẩn thận nha. Ủa đẹp nha, được ra đẹp nha, đúng không? Trời ơi, giỡn cái trò gì vậy? Võ hàng phét mà căng kìa. Căng gì mà căng? Trời ơi, làm gì ghê vậy? Tự nhiên lồi cái nết giang hồ ra. Ờ, nết gì mà dữ dễ sợ luôn. Trời ơi, cuốn ta mới trời qua trời lại, lỡ chày rồi sao? Chơi liện chơi kỳ cục quá. Trời ơi, đồ 160, 170 đồ mà làm quá à. Nè nghe, uống lưỡi 9 lần trước khi nói nha. Vừa phải thôi, nhìn kỹ đi. Hàng phét cái gì? Dân chơi là phải biết cái hiệu này chứ. Nào giờ ở nhà có đi chơi đâu biết. Trời ơi, vậy thôi đừng nói. Xin lỗi mấy bà, trước giờ tôi có xài hàng fake hay không thì tôi không biết. Nhưng kể từ ngày hôm nay, Yến tôi sẽ không bao giờ xài hàng fake nữa. Thì chuyển qua xài hàng xô hả? Thôi nha, đủ rồi đó. Mai, đừng ghẹo bà nữa. Nói chứ nãy cầm chắc tay hàng thiệt á. Wow. Ừ. Chứ sao? Yến tôi bây giờ sắp đổi đời rồi. Mấy bà có nghe cái câu chuột xa hủ nếp chưa? Wow. Ê, câu này đó giờ có nghe nha. Nhưng mà trong tình cảnh của bà tôi thấy sai sai làm sao á. Có gì đâu sai. Nghĩ thì nó cũng thường thôi mà. Biết phải kể từ đâu đây? Hai bà có biết không? Vào cái ngày hôm qua đó, Yến tôi đã nhận được một cuộc gọi. Ôi, một cuộc gọi làm thay đổi cả cuộc đời của tôi. Chào em. Dạ chào chị. Ừ. Dạ. Thấy cái hình với ở ngoài. Cái hình với ở ngoài sao? Cái hình đẹp hơn mà ở ngoài xấu hơn hả? Dạ không. Sao em nói thiệt đi. Đẹp y như nhau. Cảm ơn em nha. Chị thích em rồi đó. Ngồi đi em. Em là Yến ở công ty Oxin Quốc Dân đúng không? Dạ đúng rồi. Nhà này giàu hơn tưởng tượng của mình nhiều. Mà mấy người nhà giàu hay có thú vui bệnh hoạn lắm. Hey, mình phải cẩn thận thì hơn. Thôi kệ, cứ giàu là được. Uống nước đi. Dạ, cảm ơn chị. Chồng của chị thường đi công tác xa nhà lắm. Có một mình chị ở trong cái nhà này mà nó to quá em cũng thấy rồi đó. Chị không biết dọn làm sao cho nó gọn nữa. Chị nghe mấy người hàng xóm kể tụi em giỏi lắm, cho nên là ráng làm giùm chị. Tiền bao nhiêu cũng được hết nha. Bây giờ chị dẫn em đi tham quan nhà của chị nha. Dạ. Trời ơi, mấy cái đầm này là của chị hết hả? Ừ, của chị hết á, đẹp không? Trời ơi. Sao? Đồ hiểu không ạ? Ừ, thì đồ hiểu không à. Chồng của chị thương chị lắm, cưng chị lắm. Chị muốn gì á, anh cũng chiều hết. Trời ơi, đã quá vậy. Vậy cái túi này là bà chơi mà. Trời ơi, hồ đồ, lấy gì mà bỏ bây giờ á. Ăn nói hồ đồ, miếng văn tùm lum à. Chơm gì mà chơm. Thì kể tới đó, hiểu tới đó thôi chứ sao. Thì bây giờ mới kể tiếp nè. Tức là cái lúc mà tôi chuẩn bị đi về á, cái chị chủ á, chị vú vô tay tôi cái bóp này nè. Chị nói là quà tặng làm quen ngày đầu tiên gặp mặt. Ôi, dạo vậy? Khoan nha. Tôi nghĩ gì? Không có đơn giản gì á mà người ta bỏ tiền ra người ta thuê bà. Xong rồi hả, người ta còn tặng bà đồ hiệu như vậy. Tôi chắc chắn cái này rất có thể là một quả bom. Chưa nổ hả? Trời ơi khùng hả? Du gì à? Thôi đi, tào lao quá, bơm gì đây? Cái gì nữa?
mẹ tôi không thể nào có cái chuyện đó được. Người ta rất là giàu mà nghĩ sao tự nhiên á người ta tặng cho bà. Đằng sau cái món đồ này nè, chắc chắn nó sẽ là một cái âm mưu. Thôi đi bởi mà. Bà đừng có thấy cái lợi trước mắt mà bà dấn thân vô cái nhà đó. Rất có thể quả bom sẽ là một trong hai cái nút này. Thôi đi, rảnh quá. Tự nhiên nó đây coi, không có âm mưu gì hết trơn á. Cho dù bây giờ mấy bà có nghĩ Yến tôi như thế nào đi chăng nữa thì Yến tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ cái job này. Cái gì? Trong hợp đồng đâu có cái điều khoản này. Vậy là cưng không có đọc kỹ hợp đồng của chị rồi. Theo như bản hợp đồng thì bên B phải làm tất cả những gì bên A yêu cầu, không được từ chối. Ui, cái bà Mai này làm hợp đồng gì mà bất lợi quá vậy. Không có sao đâu, chỉ một đêm duy nhất với chị thôi. Qua giờ ngọ là chị thả cưng liền. Chị. Ủa mà qua giờ ngọ mới được tăng lương gấp đôi hả? Chị có thể tăng lương ngay bây giờ với em nè. Nhưng mà còn thêm một điều kiện nữa nha, chắc chắn là em sẽ thích. Em sẽ được bonus thêm rất là nhiều đồ hiệu trong tủ của chị đó. Em hiểu không? Ủa mà sao chị bắt em phải làm cái đó đó chi vậy? Tại vì chị thích em như vậy. Ây dạ ơi nè, cho anh hợp đồng nha. Gì đâu mà run, mở ra coi coi. Ơi trời ơi, mở ra coi coi cái gì đó nữa. Ôi trời ơi, đẹp gái quá à. Ui, mở ra coi coi. Ui ui, handsome quá à. Nè 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 nè, nhìn coi. Trời ơi, cưng quá à. Quay qua cười cái coi. Cười. Ui, cười rồi hả? Thôi cười vậy, cười gượng, cười điểu ơi, cười điểu. Trời ơi, được cái bén á, bén á. Hồng biến đi má ơi, cứu. Giỡn thôi. Rồi tới giờ lên giường rồi, lên giường nha, mà tối ngủ là phải ôm tôi á nha. Chết con rồi ba má ơi, con làm ô xin mà, chứ đâu phải bao này bao nọ đâu. Tôi tự nhiên dính cái kèo này. Ui, đúng là một đêm đáng sợ. Không được, phải chấm dứt công việc này mới được. Thôi về đi, không có cần giờ tí giờ thìn giờ ngọ gì nữa đâu. Về đi, xong việc rồi nè, tiền thưởng luôn đó, gấp đôi luôn đó. Về đi. Cảm ơn. Mà bây giờ giới tính người ta âu bình lắm rồi, xã hội cũng công nhận rồi, cô cứ thoải mái đi, có gì đâu phải bắt tôi làm vậy. Bỏ chồng tìm một tình yêu đích thực, sống vui vẻ. Ủa nói gì vậy? Nói gì mà open giới tính rồi gì tìm tình yêu đích thực gì vậy? Thì cô muốn vậy nên cô mới kêu tôi làm vậy. Trời ơi tào lao quá, không phải vậy đâu. Chứ sao tự nhiên. Nè, đừng có nói là cô nghĩ là tôi ấy cô nha. Thứ gì nữa? Trời ơi, khùng quá à, sao được? Ai biết,
Trời ơi, nói chung cái chuyện này nó khó nói lắm. Bây giờ xong việc rồi, cởi đồ ra đi. Cởi đồ gì nữa? Thì cởi đồ ra đi. Tự nhiên bắt cởi đồ chi? Trời ơi, cởi đồ nam ra đi, không cần phải giả dạng nữa đâu. Ê! Khoan khoan khoan, hợp đồng vẫn còn, giữ nguyên hiện trạng đi. Nè chị, rốt cuộc là cái hợp đồng chị ký với công ty em có bao nhiêu điều khoản vậy? Đâu có bao nhiêu điều khoản đâu cưng, ráng thêm chút nữa đi. Tôi nói thiệt là trong cái hình dạng này là tôi khó chịu lắm chị biết không. Tối tôi ngủ không được, trời ơi sáng dậy dán nguyên bụng râu vậy rồi sao đánh răng. Trời ơi có sao hết á, ráng đi, ngày bữa chị thêm tiền cho nha. Cưng quá à, trời ơi cái mặt nè bún ra sữa luôn vậy đó. Trời nhìn ơi không như trời ơi, nhìn cái mặt giả trai kìa, thấy cưng. Trời ơi tôi khó chịu lắm cô ơi, như trời ơi tôi chứ lại chị, trời ơi tôi sợ lắm chị ơi.